Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có chia sẻ với báo chí xoay quanh vụ cái tát của mẹ. Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng, nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng càng lớn càng cần phải rất thận trọng trước những phát ngôn của mình trên truyền thông cũng như mạng xã hội. Ông Dương cho hay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Theo đó, nghệ sĩ phải tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, đóng góp xác đáng của công chúng, khán giả để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật. Người nghệ sĩ cũng cần ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả. Các cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp thông tin chính xác, tin cậy, có lợi ích cho xã hội và đất nước. Bình luận, nhận xét đúng mực, có văn hóa, có trách nhiệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm đúng đắn, khách quan. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc là giám đốc của nhà hát kịch Việt Nam thì càng rất cần phải gương mẫu chấp hành bộ quy tắc này. Xuân Bắc cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc lần này. Trong khi đó, nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng cho rằng, việc nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc kể chuyện ngụ ngôn thời hiện đại để đá xoáy khán giả chia táo quân trên trang cá nhân là không nên. Ông cho rằng, mọi hành động, thái độ của nghệ sĩ, dù ở ngoài đời trên mạng xã hội, cũng cần phải có văn hóa, phải ứng xử văn minh. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ cũng nêu quan điểm, nếu Xuân Bắc nhận thức được cái sai của mình, nên xin lỗi mọi người, không nên gây ra những tranh cãi thị phi không đáng có. Bài viết có nội dung một người đàn ông ngoài 50 tuổi bị mẹ cho ăn một cái tát lật mặt vì đã chê bánh chưng mẹ gói. Có ý kiến cho rằng, thay vì cả ekip thực hiện và các nghệ sĩ cần tiếp thu ý kiến để sau này làm tốt chương trình táo quân đêm giao thừa hơn, thì status của Xuân Bắc gây dậy sóng ngày đầu xuân. Cái tát của mẹ ám chỉ rằng chương trình táo quân là chiếc bánh chưng xanh, anh ta là người mẹ, công chúng xem truyền hình là đứa bé dám chê bánh chưng nên người mẹ cho một cái tát. Nhiều người bức xúc khi Xuân Bắc cả gan đặt bánh chưng của tổ tiên bao đời là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc ngang hàng với chương trình táo quân, coi công chúng như đứa trẻ. Ở vị trí này, anh ta hẳn đã được đào tạo, được trang bị một nền tảng kiến thức. Cho tới đêm ngày mùng 5 Tết, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc vẫn im lặng trước mọi chỉ trích dữ dội về bài viết cái tát của mẹ của anh trên fanpage có 2,4 triệu người theo dõi.